Vô nữa vô. Bài miếng đất nào Khoa? Bạn lấy cái gò mạ đó. Chúng bay đó tôi cũng được. Bay nước lạnh đó. Ờ thì bay cái ống xịt cho mát luôn đi. Đó là chỉ là trình diễn thôi. Này mới chấp lại, lại mình đặt lên cây nữa là ở đây là của Bình Phú Châu Phú á nha mọi người. Bình Phú Châu Phú An Giang á. Thì hôm nay sẽ mời mọi người xem mấy con này phút phút nha, mới tin luôn, cũng mới giao luôn ngày hôm qua hôm kia gì nè. Chưa ra đồng. Đó. Thì cái chỗ này á là nó để như thế này ha, rất là gọn ha, cái mô hình khi máy xuống luôn hay gì chốt. Út chạy tới chút xíu đi Út ơi. Chịu khó khiên xuống đi cưng ơi, mình chạy tối ngày chứ không phải mình chạy một lát mình về á thì nấy cái kiểu chạy cái chiều đó, mày chạy cái chiều đó mày mày đẩy đây mày gì mày đó, chịu khó cực chút đi giặt mình không chiên liền phải mình là chiên ra giặt mình á chiên mình để xa xa chút nữa tà đây đây âm thanh nó lớn. Ủa ngốc sao ngày hôm qua mày không đợi. Không thấy vậy chứ ông quay chụp cái bản đồ tháng. Phải vậy của thằng Sơn Nguyễn á, thằng Sơn á thì nó dễ rồi. Dạ. Chút nặng không ta? Dưới này dưới này. Nặng bằng mấy dầu sao? Thôi, cái phụ sao mà cái phụ nó quá tệ luôn rồi. Cái phụ xe tao tự lái lắm rồi. Cái phụ xe mình nó quá tệ rồi. Mình cái phụt nó đại lắm. Cái phụt nó đã quên cái vụ lâu. Quên cái vụ cái phụt đi. Cái phụt nó xe xe rồi không có được. Mấy chỗ xa xa có phải để ồn mà muốn dẫn ông nghe. Sao thì để thằng kia đã tao quên tao để đậu thằng đó đó mà ông tao quên tút. Lỡ thì quên tới đây nè. Ồn muốn dẫn ông nghe. Để chích cái dẫn lấy cái nguồn điện từ bên cái cục pin qua để nó trời luôn ra để té được rồi. Máy còn bả ngã không? Máy còn bả ngã. Quá rộng. Tính ra bung bự hơn cái tay bông mơ mình luôn ha anh Gâm. Mới rồi nó bả ngã đúng. Cái này để
Này có định vị sẵn chưa anh? Dạ, chưa chưa. Chút bài định vị luôn hay gì? Anh thấy cái máy T20 mới này sao anh? Anh thấy cái máy T20 mới này sao anh? Đẹp không em? Đẹp ha. Có cái nó hơi đắt. Hơi đắt nên mới dùng T30 rồi. Dạ. Yeah. Cái công mới. Dạ. Là chưa biết là thật sự đi. Quay nhẹ nhàng cánh. Cái đó có còn đường cái điện bự có còn đủ không, bay rồi không có pin nữa, nặng lắm. Này là tập đo. Vậy một ngày là mình nhập 1 lần hả sao? Yeah. Mới từ mới biết lái kìa, ăn viên hơn người ta, nó chậm rãi. Nó nói 3 ngày là cũng qua ngày là nhiễm rồi. Khi mà nhiễm rồi thì lên cái tốc độ thì nó lượng viên không có ăn. Đâu có ăn, mình mới thì nó nghe mau thao viên lắm, nó nói thao viên, mấy ngày đầu là thao viên chứ. Gió nghe không chịu. Nghe dễ chịu lắm nha. Chúng đó mình cũng thấy ngồi quên quá trời đâu. Bao chết con kia chốt. Ok đó. Rồi hạ cánh an toàn và nhẹ nhàng. Cái con mới con gì là ngon rồi. Cánh rồi. Bởi vậy. Why is it?
hồi nãy phải quải, cười quải đi đi đi, đi quay cái xót. Ông về ông làm ba mới việc mới nè. Làm ba ông động viên luôn đó. Kéo vô chút ta. Kéo vô chút. Này, kéo vô chút. Rồi ok rồi. Rồi ok rồi đó.